Người yêu lần đầu không mặc đồ lót đưa anh vào khách sạn 5 sao? Thế méo nào lại đòi chia tay với anh? Cô ta hất cằm nhìn quanh căn phòng sang trọng, nói anh là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, nhưng anh không thể phản bác trước sự giễu cợt ấy. Anh lớn lên trong một gia đình bình thường, còn cô tùy tiện mua một chiếc túi xách cũng đáng giá mấy chục củ. Gã đàn ông bên cạnh cầm chìa khóa xe Porsche bước tới, đưa tay ôm eo Tần Minh Nguyệt nhẹ nhàng lên tiếng, "Minh Nguyệt, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta về thôi." Hai người lướt qua không thèm ngước mắt nhìn anh, nhân viên phục vụ xung quanh xem náo nhiệt lạnh lùng nói, "Anh à, tôi phải dọn bánh kem và nến." Tâm trạng anh vốn chẳng vui vẻ gì nên đã bùng nổ trong phút chốc. "Tôi bảo cô dọn chưa? Đây là thái độ phục vụ của khách sạn 5 sao hả? Nhiều năm tiếp đón khách VIP ở đây, khiến nhân viên phục vụ nữ ít nhiều cũng tỏ ra coi thường bộ dạng ăn mặc nghèo khó của anh." Cô ta lập tức quát lên, "Anh tức giận gì chứ? Rõ ràng bị người yêu bỏ mà nổi nóng với người khác. Vừa nãy thì im thin thít sờ lên mặt với ai? Anh không thể kìm được ngọn lửa phẫn nộ trong lòng mình." Hất tung chiếc bàn trị giá mười mấy vạn, nhân viên phục vụ kinh ngạc lùi lại vài bước rồi cười khinh miệt. "Đập đi, tôi xem anh có đền nổi không." Nghe chữ đền, anh lập tức bình tĩnh trở lại. Một tiếng sau, hai người đàn ông trung niên bước vào từ cửa khách sạn, một người là ba anh, người còn lại là bạn của ông ấy, lão Triệu. Anh tưởng mình sẽ bị ba mắng một trận tơi bời, nào ngờ ông chỉ thốt lên đúng một chữ, "Đập." Anh hơi ngỡ ngàng định xác nhận lại lời ông nói, lúc này ông điềm tĩnh châm thuốc và thư thái nhả khói nói, "Đập, hôm nay con không vui muốn đập thì đập, cả đều có ba lo." Nói xong ông liếc nhìn sang chiếc ghế bên cạnh, rồi dùng lực ném nó về phía cửa kính. Dầm một tiếng, những mảnh kính vỡ rơi loảng xoảng. Nhân viên phục vụ lớn tiếng quát, "Ông đang làm gì vậy? Ai cho ông làm loạn ở đây?" Ai ngờ ông không thèm để ý đến cô ta, miệng ngậm thuốc nói lớn, "Lão Triệu, chống lưng cho tôi." Ông vừa dứt lời, lão Triệu liền cầm ghế đập phá điên cuồng. "Đồ trang trí đắt tiền cái quái gì chứ?" Ông càng nói càng nhiều đồ đạc bị phá hơn. Anh đứng bên cạnh kinh ngạc không thốt lên lời. Lúc này bảo vệ khách sạn tiến tới, lão Triệu vạm vỡ 1m9 cầm ghế hét to, "Các người tới đây thử đi." Mười mấy tên bảo vệ sững người không dám manh động. Đúng lúc đó, một chiếc Mercedes trị giá gần 200 vạn đỗ ngay trước cửa khách sạn. Người đàn ông trung niên mở cửa xe bước xuống, nhân viên phục vụ nở nụ cười tươi tắn, "Là ông chủ đến rồi." Cô ta cung kính chạy về phía ông chủ khách sạn, "Ông chủ, là mấy tên ngông cuồng làm loạn, chúng ta báo cảnh sát luôn đi." Nào ngờ ông chủ không thèm nhìn cô ta, đi thẳng đến chỗ ba anh, sắc mặt vô cùng khó coi. Ba anh rít một điếu thuốc chậm chậm nói, "Xem ra năng lực quản lý của cậu cũng bình thường. Tôi biết tính cách con trai mình, khiến nó tức giận đập phá đồ đạc, e rằng là người ta đã cưỡi lên cổ nó." Ông chủ khách sạn hốt hoảng quỳ gối trước mặt ba anh, "Xin lỗi ông chủ lớn." Nhân viên phục vụ và anh giật mình ngơ ngác, chỉ riêng lão Triệu vẫn không biến sắc, nghiêm nghị đứng sau lưng ba anh. Ông ngẩng đầu nhìn nhân viên phục vụ, "Tôi tự đập đồ nhà mình được không?" Lúc này cô ta thất sắc lắp bắp, máu chảy dọc xuống chân. Ông chủ khách sạn quỳ ở đó như chờ đợi tử hình. Ba anh cúi đầu nhìn và điềm tĩnh lên tiếng, "Cũng không có chuyện gì, cậu đến hỏi con trai tôi hả giận chưa? Chưa hả giận thì để con trai tôi đập thêm một lúc nữa. Hả giận rồi thì gọi người đến dọn dẹp." Lúc này trong đầu anh chỉ là một khoảng không trống rỗng. Khách sạn Cường Thịnh là khách sạn lớn nhất Bạc Thành, bình thường đi ngang qua anh chỉ dám nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ. Nếu không phải lần này Tần Minh Nguyệt gọi anh đến, thì cả đời anh có lẽ sẽ không đến đây. Giờ lại phát hiện khách sạn này là của nhà mình, anh là phú nhị đại mới kinh chứ. Ba anh thấy vậy liền bước tới vỗ vai anh an ủi, "Được rồi tiểu tử thối, trước đây con quá ngây thơ, cho nên ba mẹ không nói chuyện này với con. Đi thôi, có những chuyện nên nói với con rồi." Trong văn phòng làm việc trên tầng thượng khách sạn Cường Thịnh, ông đưa một chiếc thẻ cho anh, sau đó nói với quản gia bên cạnh, "Sau này giao công việc làm ăn cho con trai tôi, dạo này không phải có rất nhiều buổi đấu giá tiệc tùng gì đó sao? Cậu đưa con trai tôi tham gia để nó làm quen." Anh nhìn thẻ ngân hàng trong tay mình, hỏi bên trong có bao nhiêu tiền. Ba anh rất bình tĩnh đáp lời, "Với năng lực hiện nay của con thì kiểu gì cũng không tiêu hết. Thích tiêu gì thì tiêu là được." Lúc này anh bỗng nhận được điện thoại, là mấy cậu bạn ở ký túc, "Trương Nhiên không phải đã hẹn tụ một buổi trước khi tốt nghiệp à? Cậu đang ở đâu? Đêm nay lão đại chúng ta bỏ ra rất nhiều tâm huyết, chọn quán ba đại tượng, chỗ này không vừa đâu. Chúng ta lớn như vậy chưa từng tiêu pha xa xỉ, cậu mau đến đi." Anh chưa kịp nói gì đối phương đã cúp máy. Ba anh mỉm cười nói với con trai, "Con mau tụ tập với các bạn đi, hôm nay là ngày đầu tiên thay đổi thân phận của con. Giao cho con nhiệm vụ tiêu 100 vạn, đừng nói ba cho tiền mà con không biết tiêu đấy." Anh không biết sau khi mình rời đi, ông đã tùy tiện gọi một cuộc điện thoại, "Chuẩn bị đi, có những chuyện nên để tiểu tử thối đó tiếp nhận rồi. Đợi ngày thằng bé tốt nghiệp thì nói với nó." Khi anh đến quán ba đại tượng, ba người bạn cùng phòng cùng bốn cô gái xinh đẹp đang đứng ngoài cửa. Anh chào hỏi bốn cô gái kia, nhưng họ chỉ liếc mắt nhìn anh một cách lịch sự, rõ ràng tỏ ra coi thường trước bộ dạng nghèo khó của anh. Trong quán ba, lão đại ký túc Tề Thủy mang hẳn 1.500 tệ, định ăn chơi một phen tơi bời. Ai ngờ ở đây chỉ đủ vài cốc nước ép, thêm 12 chai bia đã hết sạch tiền. Sắc mặt bốn cô em bắt đầu tối sầm lại, tám người chỉ uống 12 chai bia, đến đây là trò đùa đấy à? Đúng lúc ấy có gã khốn nào đó lên tiếng giễu cợt, "Đây không phải là Trương Nhiên à, cũng bắt trước người khác đến ba bùng, chỉ uống bia thôi à, các người sót tiền hả?" Đối phương là phú nhị đại Uông Chiết ở lớp bên cạnh. Năm ba đã lái xe BMW hệ 3, thấy anh không nói gì Uông Chiết ngoái đầu nhìn, bốn cô gái đi cùng họ,
Xin chào các cô em xinh đẹp, lát nữa đến bàn tôi uống vài ly. Bốn cô gái thấy vậy liền hớn hở hẳn lên, nhưng miệng vẫn từ chối. Uông Chiết cũng không nói gì nữa, mời xong liền đắc ý bỏ đi. Một lúc sau bốn cô em nói mình muốn đi vệ sinh. Kết quả hơn nửa tiếng sau vẫn chưa thấy quay lại, họ sợ đối phương xảy ra chuyện. Ai ngờ không biết từ lúc nào, họ đã bám lấy Uông Chiết. Lão đại ký túc thấy vậy, liền đập bàn đi về phía bốn cô gái kia. Lưu Lộ cô có ý gì hả? Cô nói cô muốn đến quán bar bảo tôi đưa cô đi. Giờ cô lại uống rượu với người khác. Em gái không nói gì nhưng Uông Chiết lại cười lớn. Tôi đã nói rồi, nghèo thì đừng học người khác tán gái. Quán bar không phải chỗ cho các cậu chơi đâu. Anh bước đến cười nhạo Uông Chiết. Đúng là không phải chơi kiểu này, nhưng mà Uông Chiết này cũng không phải cách cậu chơi đâu. Sau đó anh lớn tiếng nói, nhân viên phục vụ, tôi chọn bàn ở giữa quán, rồi chọn một chai rượu đắt tiền giá 9.800. Có bao nhiêu thì mang hết lên đây. Trước khi đến ba anh đã giao nhiệm vụ, đêm nay buộc phải tiêu hết 100 vạn, vậy thì anh không khách sáo nữa. Nhân viên phục vụ ban đầu không tin, bình thường lão tổng gì đó, một đêm tiêu xài mười mấy vạn là quá lắm rồi, có bao nhiêu lấy bấy nhiêu thì phải bỏ ra bao nhiêu tiền chứ. Nhưng cô vẫn khách sáo nhìn anh nói, quán chúng tôi còn đúng 88 chai, tổng cộng không ít tiền. Anh đập chiếc thẻ ba đưa lên bàn, quẹt 100 vạn, cô tính toán rồi đem lên cho tôi. Sau khi tiếng quẹt thẻ thành công vang lên, bạn cùng phòng và tên phú nhị đại kia, cả bốn con mụ ưỡn ẹo đồng loạt trợn tròn mắt kinh ngạc. Thậm chí ông chủ quán ba cũng đích thân đến mời rượu anh. Tiếng gọi anh vô cùng thân mật, lúc này Lưu Lộ và ba cô gái kia bắt đầu liếc mắt đưa tình. Việc đầu tiên họ làm là lấy điện thoại tự sướng, nếu là người bình thường, trước khi đi sẽ để rượu lại, đợi lần sau đến lại uống tiếp, và tiếp tục sẽ trở thành tâm điểm, nhưng anh không định làm thế. Anh đưa tay ra hiệu, nhân viên phục vụ bước đến, mở hết rượu cho tôi. Cô kinh ngạc ấp úng nói, anh à mở toàn bộ chỗ này e rằng sẽ không uống hết. Anh cười lạnh, uống không hết thì đổ đi, anh buộc phải ra vẻ đến cực điểm. Phí nhị đại Uông Chiết từng cười nhạo anh, lúc này trên gương mặt vẫn còn chút ngạo mạn, khách khí đến trước mặt anh chào hỏi thân thiết. Đêm hôm ấy anh mơ màng tận hưởng cuộc sống chưa từng có. Sáng hôm sau anh tỉnh lại trong khách sạn và định xuống dưới ăn gì đó. Vừa bước vào nhà hàng liền nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc. Đó chính là người yêu cũ bỏ rơi anh và người yêu hiện tại Châu Khải. Thấy anh ở đây Tần Minh Nguyệt vô cùng bất ngờ, nhìn bộ dạng thân thiết của hai người, sắc mặt anh hơi xịu xuống. Châu Khải mỉm cười giễu cợt, tôi nhớ mức giá ở đây không thấp mà nhỉ, sao lại người nào cũng ở được vậy? Tần Minh Nguyệt cũng hóng hớt nói theo, hoặc có những người nghĩ rằng ở đây thì sánh được với người khác. Anh liếc mắt nhìn cô ta nhưng không thèm để ý, mà bước về phía nhà hàng, chỉ là không biết tại sao. Sau khi anh ngồi xuống, Tần Minh Nguyệt lại bất giác nhìn về phía anh, gọi nhân viên phục vụ đến chỉ về phía bàn của Tần Minh Nguyệt và dặn, bàn đó gọi gì thì nhân đôi lên cho tôi. Thấy họ sắp động đũa, anh cố tình nói lớn, Tần Minh Nguyệt tôi nhớ trước đây khi dùng bữa, cô sẽ gọi tôi là chồng trước rồi mới bắt đầu ăn. Tần Minh Nguyệt đỏ mặt mắng anh là lưu manh, cô gọi thế lúc nào chứ? Nhưng sắc mặt Châu Khải càng lúc càng khó coi, anh cố tình chọc tức hắn. Sau đó anh bóc tôm rồi nói một mình, trước đây miếng đầu tiên cô đều đút cho tôi, ai 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 giờ thời đại thay đổi rồi. Âm thanh của anh không lớn không nhỏ, vừa đủ để truyền đến tai của Tần Minh Nguyệt. Cô ta thở gấp cố gắng lấy lại bình tĩnh, sau đó xách túi lên kéo Châu Khải rời đi. Nhìn bóng lưng cô ta rời khỏi đó, nụ cười đắc ý của anh liền biến mất. Món ăn trên bàn cũng vô cùng khó nuốt, anh biết trong lòng mình vẫn quan tâm đến Tần Minh Nguyệt, nên vừa nãy mới cố tình nói như vậy để thu hút sự chú ý của cô ta, hy vọng cô ta nhìn anh. Tần Minh Nguyệt ngồi trong đại sảnh khách sạn cố gắng bình ổn tâm trạng. Cô ta tức giận không phải vì những gì anh nói, mà vì anh đã biến thành một người hoàn toàn khác. Trước đây anh dịu dàng trưởng thành, nhưng giờ anh giống như một kẻ lưu manh, thậm chí đang cố chấp tự buông bỏ bản thân. Đột nhiên Tần Minh Nguyệt bất ngờ nghĩ đến một vấn đề. Cô ta không hiểu tại sao anh lại ở khách sạn sang trọng này. Sau đó bước tới lễ tân hỏi thông tin của anh, khi nghe nhân viên phục vụ nói anh chỉ ký sổ ở đây. Tần Minh Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, ầm nghĩ liệu có phải hôm qua cô ta đã khiến anh kích động, nên anh mới ở đây tiêu xài cho bõ. Nào ngờ ngay giây sau Tần Minh Nguyệt lấy điện thoại ra, thanh toán số tiền ký sổ của anh. Nhân viên lễ tân cũng rất tò mò, thiếu gia ở khách sạn nhà mình, sao có người đến thanh toán cho cậu ấy chứ? Nửa tiếng sau khi anh chuẩn bị thanh toán, mới biết Tần Minh Nguyệt nạp thẻ cho mình. Anh không biết cô ta nghĩ thế nào, cô ta đang bù đắp hay rủ lòng thương anh. Anh lớn tiếng bảo nhân viên lễ tân trả lại tiền cho Tần Minh Nguyệt. Lúc này quản gia phía sau bước tới an ủi, cậu chủ bớt giận, buổi chiều có buổi đấu giá giờ chúng ta cần đến đó. Khi rời khỏi khách sạn Tần Minh Nguyệt lái xe Benz. Chiếc xe này đã rất khiêm nhường so với thân thế của cô ta. Trên xe Tần Minh Nguyệt nhận điện thoại và nói, mẹ giờ con đang chuẩn bị đến buổi đấu giá chiều nay. Phía bên kia quản gia lão Trần lái xe còn anh ngồi ghế sau. Đọc tài liệu mà lão Trần đưa cho mình, đây đều là tài liệu giới thiệu tài sản Trương gia nhà anh. Và cả thông tin về buổi đấu giá hôm nay, danh sách thành viên và sản phẩm, lão Trần nói với cậu chủ, ông chủ đã dặn, hôm nay cậu thích thứ gì đều có thể lên tiếng đấu giá. Không ai là đối thủ của chúng ta, giọng điệu rất nhẹ nhàng nhưng đầy tự tin, anh gật đầu không nói gì. Xem ra thực lực của ba anh đã vượt ngoài tưởng tượng của bản thân. Rất nhiều siêu xe sang trọng đỗ trước cửa để tham gia đấu giá. Khi anh xuống xe nhìn thấy không ít tiểu thư thiếu gia đang đứng đằng trước, khi họ nhìn thấy gương mặt lạ hoắc của anh, liền tò mò nhìn nhau, dù gì giới thượng lưu bạc thành cũng chỉ từng ấy người.
ai mới xuất hiện họ đều sẽ biết trước. Những ánh mắt tò mò đấy còn chứa đựng vài phần khó hiểu. Những người lớn lên trong giới thượng lưu sẽ hình thành một loại khí chất, mà anh lại không có điều đó. Có người lên tiếng nói, vậy thì người vừa nãy là trúng số nên mới lăn lộn được vào đây. Ngượng nghịu chỉnh lại quần áo, lúc này thiếu gia hơn 20 tuổi bước tới hỏi, tiểu tử lai lịch của cậu là gì? Bái Sơn Đầu à? Anh hơi nhíu mày, lão Trần chưa từng nhắc tới Bái Sơn Đầu với anh. Hắn ta lắc đầu cất tiếng dạy khôn, công việc làm ăn ở Bạc Thành chỉ có từng ấy. Cậu không Bái Sơn Đầu mà muốn đến chơi, người nhà chưa dạy cậu cái gì là quy tắc à? Là người mới trong giới nên đương nhiên không ít người đối đầu với anh. Không biết con cái nhà ai mà không hiểu quy tắc như vậy. Người nhà cậu đâu? Cậu là con cái nhà ai? Kinh doanh ở thành Nam hay làm nhà hàng ở thành Bắc? Có vài người trung niên bước tới, muốn nhân cơ hội này giao ai với anh. Họ nhíu mày nhìn Trương Nhiên, vẻ mặt cao cao tại thượng. Lúc này lão Trần đứng đó không xa nhẹ nhàng lên tiếng, đúng là trong giới Bạc Thành có Bái Sơn Đầu. Không nói rõ với cậu chủ là lỗi của tôi, chỉ có điều trước giờ đều là người khác bái chúng tôi, chứ chúng tôi không Bái Sơn Đầu. Muốn lăn lộn ở Bạc Thành thì phải hỏi Trương gia có đồng ý hay không mới được. Lúc này những người trung niên vừa khinh miệt nhìn anh, vừa thấy lão Trần liền để lộ bộ mặt cung kính, cúi người chào hỏi anh Trần. Nhưng lão Trần cúi người gọi anh là cậu chủ, nên ai nấy đều vô cùng kinh ngạc. Họ định giao ai với người mới trong giới, nào ngờ anh là người thừa kế của Trương gia. Người trong giới Bạc Thành ngang ngược, nhưng cha mẹ họ đều nói với con cái, ngang ngược thế nào cũng được nhưng đừng dây vào nhà họ Trương. Bởi vì dù làm ăn lớn cỡ nào, một khi động đến Trương gia thì đừng hòng sống nổi. Các thiếu gia phú nhị đại lũ lượt đến chỗ anh nịnh nọt, gọi anh Trương ngọt xớt. Lão Trần bước tới cúi người nói, cậu chủ, chúng ta vào trước đã. Anh gật đầu cùng lão Trần bước vào trong. Khi bước vào phòng riêng, anh cảm nhận một cách rõ ràng địa vị mà tiền bạc mang đến cho mình. Ví dụ như hiện giờ buổi đấu giá lần này, hội họp gần như toàn bộ danh gia vọng tộc ở Bạc Thành, nhưng có thể ngồi trong phòng riêng chỉ có anh mà thôi. Nơi đây rất riêng tư, từ trong có thể nhìn ra ngoài, còn bên ngoài không thể nhìn vào trong. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng nhìn thấy bạn gái cũ Tần Minh Nguyệt và Châu Khải. Không lâu sau buổi đấu giá bắt đầu, anh ngồi từ đầu đến cuối không đấu giá lần nào. Lão Trần vội nhắc nhở cậu chủ, tuy họ không ai tranh được với mình, nhưng cậu cũng nên ra giá cho có lệ, mau hai ba món coi như đi chơi. Lúc này một vật phẩm xuất hiện, là hai chiếc tem bưu điện bản giới hạn. Tần Minh Nguyệt vẫn chưa ra giá món nào, lúc này bỗng giơ bảng 10 vạn trong tay lên. Trong phòng VIP đột nhiên cất tiếng 100 vạn, giá gấp 10 trong nháy mắt, tất cả mọi người đều nhìn lên trên. Tần Minh Nguyệt nhíu mày, cô ta không hiểu giới thượng lưu Bạc Thành lắm, chỉ biết Trương gia rất thần bí, những tưởng nhà mình không có giao tình gì với Trương gia. Hơn nữa gia đình cô cũng không có ý định thâm nhập Bạc Thành. Ai ngờ lại đối đầu trong buổi đấu giá này, nếu là thứ cô ta thích, Tần Minh Nguyệt nhất định sẽ lựa chọn từ bỏ, nhưng lần này là lễ mừng thọ của trưởng bối, mẹ cô đã dặn buộc phải mua được nó. Tần Minh Nguyệt hít sâu giơ bảng giá trong tay, nào ngờ chưa kịp đợi cô ta nói giá, lão Trần đã lên tiếng trước, 200 vạn. Tần Minh Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, 200 vạn đã hoàn toàn vượt xa giá trị vốn có của nó. Châu Khải ngồi bên cạnh an ủi, Minh Nguyệt yên tâm, chúng ta nhất định sẽ giành được chiếc tem này. Ai cũng không ngăn nổi, anh đảm bảo, sau đó đứng dậy lớn tiếng nói với người trên lầu, người anh em à, tôi là Châu Khải của Châu gia An Tình. Trưởng bối nhà tôi rất yêu thích chiếc tem này, nếu có thể thì hy vọng anh hãy nhường lại cho tôi. Châu Khải giơ tấm bảng giá trong tay lên, 300 vạn, mức giá này là anh ta vật vã đau đớn lắm mới quyết định được. Châu Khải đưa ra mức giá này vì ba nguyên nhân. Thứ nhất, anh ta muốn thể hiện trước mặt Tần Minh Nguyệt. Thứ hai, gia tộc Châu Khải không ở Bạc Thành, anh ta là người ngoài đến, muốn tạo danh tiếng ở đây, nên mua chút gì đó thể hiện thành ý. Thứ ba, Châu Khải cũng muốn ra uy, nói với người trong phòng VIP mình không hề kém cạnh. Khi Châu Khải đưa ra mức giá 300 vạn, hắn ngồi phệt xuống, ánh mắt đầy vẻ tự tin. Quả nhiên sau khi Châu Khải dứt lời, người trong phòng VIP không lên tiếng nữa, những người bên dưới xôn xao bàn tán gì đó. Xem ra Trương gia không muốn đắc tội với Châu gia. Trương gia rất lợi hại nhưng chỉ ở Bạc Thành mà thôi. Nhưng đây cũng không phải là lần đầu tiên thấy Trương gia nhận thua. 300 vạn lần thứ nhất, khi MC nói 300 vạn lần thứ ba, lão Trần im lặng hồi lâu đã cất lời, dù cậu ta ra mức giá nào, tôi đều tăng thêm 100 vạn. Câu nói của lão Trần khiến ai nấy đều vô cùng phấn khích. Trương gia đã ra tay rồi đấy, hơn nữa ý của Trương gia là nhất định đối đầu với Châu gia. Sắc mặt của Châu Khải lập tức tối sầm lại, anh không ngờ Trương gia lại không nể mặt mình đến thế. Châu Khải vừa đanh thép hứa với Tần Minh Nguyệt, giờ lại hơi tụt huyết áp, không ra giá nữa thì quá mất mặt. Trong phòng VIP trên tầng 2, lão Trần đứng bên cạnh anh nói nhẹ nhàng, cậu chủ, chúng ta là người giàu có nhất ở đây, nhưng vẫn không nên bắt nạt người khác. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ hỏi lão Trần, việc kinh doanh của Châu gia thế nào? Lão Trần liền trả lời, việc làm ăn của Châu gia ở An Tỉnh là những giao dịch cửa ngõ, cũng rất máu mặt ở An Tỉnh. Anh liên tục gõ gõ lên cửa sổ và nói, tôi cần tất cả tài liệu về Châu gia, bao gồm cả đối tác của họ. Lão Trần kinh ngạc nhìn anh, ông ấy cảm nhận thiếu gia rất kích động, cậu chủ định ra tay với Châu gia. Mọi người quay sang nhìn Châu Khải, họ cũng muốn biết Châu gia sẽ làm gì với Trương gia. Châu Khải gượng cười nói, anh bạn, người làm ăn chúng ta thêm bạn thêm đường, trưởng bối rất thích chiếc tem này, tôi nhất định phải có được nó. Sau đó giơ biển giá lên, 500 vạn. Châu Khải ngồi xuống không nói gì nữa. Phòng VIP trên lầu lại rơi vào im lặng. MC giơ chiếc búa trong tay lên,
500 vạn lần thứ nhất, giọng nói của lão Trần lại vang lên, hơn nữa phảng phất có chút phẫn nộ. Vừa nãy tôi nói nghe không rõ à, dù cậu ra giá bao nhiêu chúng tôi đều tăng 100 vạn. Châu Khải được nắm chắc phần thắng nên nghe xong sắc mặt hơi khó coi. Giờ thế cục đã tiến thoái lưỡng nan, Châu Khải ngẩng đầu nhìn lên và nói, anh bạn à, ai ngờ lão Trần lập tức ngắt lời hắn, muốn ra giá thì ra giá, không ra thì cút ra ngoài. Châu Khải vội vo tròn nắm đấm, nếu không phải vì thể diện của Châu gia, hôm nay tuyệt đối sẽ sống chết với Trương gia. Châu Khải đành ngậm đắng nuốt cay, đấu đuôi coi như chưa có chuyện gì xảy ra, cuối cùng đành nói, Trương gia Châu Khải tôi nhớ rồi, hy vọng Trương gia nhà anh giữ được sự điên cuồng ấy. Câu nói của Châu Khải chứng tỏ cho mọi người thấy Châu gia đã từ bỏ. Tần Minh Nguyệt thấy vậy mới thở phào nhẹ nhõm, cô không muốn Châu Khải tiếp tục dây dưa, nếu Châu Khải bất chấp tất cả mua nó, thì Tần Minh Nguyệt cũng không biết xử lý sao. MC trên khán đài cũng rất biết điều, anh không tiếp tục để đối phương ra giá nữa. Võ Búa quyết định, chiếc tem này thuộc về Trương gia. Từ đầu đến cuối anh không nhìn chiếc tem lần nào, mà chỉ tập trung nhìn Tần Minh Nguyệt. Hôm qua mới chia tay, mà nay cô đã tỏ ra rất vui vẻ nhẹ nhàng. Không lâu sau buổi đấu giá kết thúc, mọi người lần lượt rời đi. Trước khi về, Châu Khải ngước nhìn phòng VIP trên tầng 2, ánh mắt hậm hực khó chịu. Về đến khách sạn, lão Trần đưa tài liệu của Châu gia cho anh. Đối với nhiều người, nó không phát huy tác dụng quá lớn, nhưng đối với anh, lượng thông tin này không hề nhỏ. Để thực hiện kế hoạch đối phó với Châu gia,